Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và test cho các bác nghe chất âm dòng củ loa bát 30 BMB và cái dòng chép giấy của nó luôn, dòng chép giấy từ đôi, cái củ bát này này và củ chép này này chuyên dụng cho các bác. Một là lắp vào những thùng loa lằm 30. Ví dụ các bác chơi loa BMB 1000-2000C chẳng hạn đấy. Hoặc là các bác chơi để dựng lắp loa cây, một bát, một chung, một tép, thì các bác sử dụng của bát và dòng chép giấy này cho em. Cái video này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và báo giá cho các bác. Đây các bác nhá, đây là cái mẫu em phải gọi là xịn sò luôn, trong cái dòng bát 30 mà xương sắt để lắp loa cây, loa lằm. Con này các bác để ý cho em nhé, mặt trên của nó này, của nó là gân mút xốp. Gân mút xốp của nó này này, thứ nhất này, khi lắp vào những thùng nằm, thùng cây này, nó cho ra trống sâu, tiếng sáng và tiếng mềm các bác nhé, tiếng rất là mềm, nghe rất là hay luôn. Con này mũ sần đây. Và hai tay dâu, hay gọi là hai tay thỏ đấy. Đây là em quẳng vài mảnh giấy lên để tí em test trực tiếp này. Còn phần mặt sau đây, con này côn 63 các bác nhá. Màng ở dưới cũng là màng sần. Côn 63 nhện màu vàng. Con này xương của nó xương sắt. Nó có hai tên từ này các bác này. Từ to của nó là từ 156 cộng thêm một cái từ nhỏ nhỏ trên như thế này này là từ 100. Con này chở kháng 8 ôm, công suất rơi vào tổng khoảng là 350W đến 400W các bác nhé. Và bích thép của nó, bích thép màu vàng, tê vàng và bích thép kẹp lỗ, bích thép màu vàng. Và phấn hồng nhá, phấn hồng luôn các bác nhá. Hàng này hàng Trung Quốc loại 1. Với dòng củ bát này thì em đang bán là 1.500.000 một đôi củ bát này. Còn củ chép đây, đây là dòng chép giấy vuông. Hai từ, từ kép. Dòng vuông, con này xương của nó xương sắt các bác nhá. Hai tay thỏ. Dòng chép giấy này thì các bác ráp dựng loa, thay thế loa rất là tiện lợi. Em có bán rời nhá, có bán rời từng thứ. Các bác có thể mua rời đôi bát, rời đôi tép em vẫn bán. Còn ở đây ví dụ như bác khách này, bác ấy mua của em là 4 đôi tép và 1 đôi bát, bác khách này ở Tuyên Quang. Thì em sẽ đóng hàng gửi bưu điện cho bác này. Em sẽ đo kích thước cái đôi chép này xem là đường kính bao nhiêu nhé. Xem cái đôi chép này đường thước đường kính của nó bao nhiêu nhá. Con này của nó 8, nó rơi vào 8,2. Đường kính của nó là ngang là 8,2 này. Chéo lỗ bắt ốc sang thì nó rơi vào 9.8 này. Chéo lỗ bắt ốc sang vừa rồi là 9 nhá. 9cm. Rồi nhé, bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc test cho các bác nghe chất âm. Đôi chép này em đang bán là 250.000 một đôi. Dòng chép này nha các bác để ý cho em, trên thị trường nó có sẽ có hai loại, một loại là của Việt Nam và một loại của Trung Quốc. Ví dụ như em đang cầm trên tay là loại của Trung Quốc, là loại 250 một đôi, loại xịn nhá. Phân biệt cho em nhá, loại Trung Quốc nhìn nó khôn như này này. Đấy. Nhìn nào nó phải khôn như này. Bích thép của nó phải 7 màu này. Còn cái loại Việt Nam bên em cũng bán, nó chỉ có 150 một đôi thôi. Còn này hàng xịn 250 một đôi. Anh cũng thích uống rượu, đặc biệt là rượu ngọt, bởi vì chất âm tiếng rất tốt luôn.
đôi bát này là nhà sản xuất có đưa kèm cho các bác là cái dán ở đây để chống rung chống rè khi các bác lắp vào thùng nhá. Phân tần có chép nó cộng hưởng rất là to nhá. Ở đây em đang test sống, test trực tiếp ở ngoài. Thôi nhé, em xin dừng nhạc nhá. Bác nào mua đôi bát này và đôi chép này tham khảo mà thấy thích thì alo về bên cửa hàng nhà em để đặt hàng theo hai số điện thoại 5815 và 72, hai số hotline nhà em. Các bác mua hàng nếu mà điện em khi mà em bận em không chưa nghe được máy, các bác có thể kết bạn qua Zalo giúp em. Zalo hai số này, các bác nhắn tin qua Zalo để mua hàng cho em. Em có giao hàng toàn quốc các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.